Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 dùm anh ta. Tin tức ngày 9 tháng 5 có nội dung chính sau đây. Hậu công khai đang yêu Đạt Chi, vợ cũ Hoài Lâm tiếp tục lên story tâm sự trải qua nhiều việc mới biết ai vẫn còn bên mình. Đính kèm story là bức ảnh chụp từ sau lưng hai cô con gái nhỏ của Sandy Lư. Sự chia tay của Đạt Chi và Du Yên cũng như là mối quan hệ giữa Đạt Chi và Sandy Lư, vợ cũ Hoài Lâm là chủ đề được hội hóng follow cặn kẽ suốt thời gian qua. Và tới tối ngày qua, ngày 8 tháng 5, gần một tuần sau khi Đạt Chi lên tiếng xác nhận đang yêu Sandy, thì về phía Sandy cũng đã có tâm thư xác nhận theo chiều ngược lại. Cô phủ nhận chuyện mình là tết đây phá hoại tình cảm của Đạt Chi và Du Yên, đồng thời không ngớt khen ngợi bạn trai cũ. Hậu tâm thư dài dằng dặc. Ít giờ sau đó, Sandy Lư còn có một động thái khác trên Instagram và Facebook. Cô nàng đã chia sẻ story mang nội dung cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên cạnh mình. Ngay cả lúc cô gặp lùm xùm khó khăn, tưởng chừng sắp rơi xuống vực thẳm. Trải qua nhiều việc mới biết được ai vẫn còn bên mình, dù chỉ là một câu hỏi thăm cũng kéo mình dậy vào lúc mình như rơi xuống vực. Cảm ơn mọi người nhiều thiệt nhiều. Cảm ơn vì mọi người vẫn luôn bên cạnh, vợ cũ Hoài Lâm viết. Và đó là thông tin ngày 9 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích với anh em thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Tạm biệt anh em.